ba của Út Khanh. Mày thấy vậy đó, chứ tin mắt lắm. Ông hỏi mày hoài. Ông hỏi sao? Thôi, biết làm gì. Nói chung là ông đồng tình. Nè, người ta có đứa ghế một nghe cha. Bậy bạ đi. Em có làm gì đâu. Bà mẹ làm mai, lãnh nợ, gác cu, cầm chậu. Anh nói vậy là sao? Tao nói gì đâu. Làm mai cho mẹ như vậy á, chứ lỡ có chuyện gì tao lãnh hết. Húp được miếng cháo nào đâu. Anh hình như ông Sáu. Ông Sáu. Tâm Đạo, mày có ở trỏng không? Đạo ơi. Dạ, con đây chú. Ừ. Chú Sáu đi đâu mà giờ này còn ghé đây vậy? Chú đi kiếm mấy con cá. Chẳng ngang qua đây á, ghé chơi. Coi coi mày còn thức không. Dạ, chú ngồi chơi. Để con lấy cho chú ly nước. Ừ. Dạ mời chú. Cảm ơn. Ê, nhậu không? Ngày trước con cũng nhậu dữ lắm, nhưng mà con thấy nó không tốt nên bỏ. Thuốc cũng không hút. Con không dám giấu chú, con cũng là thằng hư hỏng, cái gì cũng đã từng. Con tự nguyện bỏ hết. Con tìm về đồng bương này cũng là vì muốn tu thân. Ừ, vậy mới là con người chứ. Thôi, biết cái sai cái xấu vậy là tốt rồi. À nè, ba má mày á làm cái gì? Dạ, ba má con mất lâu rồi chú. Vậy à? Tại sao vậy? Sau khi ba con mất, nhà khó khăn quá. Má con bị lao, không có tiền chữa, cơm không đủ ăn, thì lấy đâu ra tiền mà bồi bổ thuốc thang. Vậy còn anh em? Con có một mình thôi. Má con mất xong, con đi làm tùm lum đủ thứ, lơ xe rồi mượn mướn. Nói chung là nghề gì con cũng trải qua. Vậy còn vợ con? Con không có, nhưng mà như có. Không, mà nói là có vợ mới đúng. Sao kỳ vậy?